Trời ạ, anh đi gì mà đi lâu thế? Bắt người ta đợi rất là lâu rồi, 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh đến rồi đấy à? Em à, anh xin lỗi. Không lỗi biết gì cả. Thấy tóc mới không? Anh mới đi cắt tóc á. Thế xong rồi, cắt xong có 30 phút thôi. Cắt tóc gì mà 2 tiếng đồng hồ? Cắt có 30 phút thôi xong ra cửa hàng đẹp trai quá, nhiều đứa nó đến nó chụp ảnh. Thế xong rồi á, đi đến ngã tư Sở này, bị thằng công an luôn rồi nó bắt. Chà, tìm anh, suốt ngày đi do đi chấu thôi. Thôi tin anh đi mà sao mày to thế? Suốt ngày đi do đi chấu. Lý do đi chấu trong thứ nhất là gì? Bây giờ muốn nói câu là gì? Anh suốt ngày lý do đi chấu thôi. Thì nói như nào nhỉ? Anh ta yêu kì bác cắt đi đi xìu. Hai, anh xin lỗi em. Này, hãy hay là mình sẽ nói một câu như này nhá. Thôi nhá, anh thôi ngay cái kiểu cứ lý do lý chấu suốt ngày đi. Này. Yêu kì wa yame nasai yo. Yêu kì wa yamete yo. Hai, yame nasai, này. Hai. Hay là một ví dụ như sau ạ. 今更言い訳にしても遅いよ. Câu này mình sẽ dịch là gì đấy? 今更 đến nước này, đến lúc này đúng không? Đến lúc này mà còn đưa ra vài cái lý do lý chấu nữa thì muộn lắm rồi anh ạ. À, ngoài ra có một từ khác nó gần giống 言い訳 đó là 言い加減. Hay. 言い加減にする. Thì trong giao tiếp có lẽ chỉ gặp một tình huống như này thôi ạ. Một tình huống như này đó là gì nhỉ? お前いい加減にしろよ. Hay. ぶっ殺すよ. Hay, câu này nghĩa là mày thôi ngay đi. Không, tao giết mày bây giờ. Bực close rồi. Hay, mày thôi ngay đi. Và cuối cùng trong N3 hay là N2 chúng ta gặp rất nhiều từ kakugo. Kakugo có nghĩa là âm hàm việc của nó là giác ngộ đấy. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là đã sẵn sàng, chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng. Sẵn sàng tinh thần chưa? Về mặt tâm lý nhá, về mặt tinh thần đúng không? Ví dụ như sau ạ. Mày là kakugo shitoke. Câu này mình nghe thấy Park nói rất nhiều là gì nhỉ? Mày hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi nhá. Sẵn sàng tinh thần đấy. Hey. Mira-san, N-san, kakugo shitoke yo. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần với cái N3 ấy đi. Nè. Ok. Hey. Hay, vậy chúng ta kết thúc tại đây. Bye bye, bye bye. Bye bye.